Thưa quý vị, thực hiện công điện số 51 ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh an toàn lao động, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ban hành văn bản chỉ đạo lãnh đạo các sở, ban ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nêu cao trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác an toàn vệ sinh lao động. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ban ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố coi việc nêu cao trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác an toàn vệ sinh lao động là trách nhiệm thường xuyên, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, bảo đảm an ninh con người, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp chủ động đầu tư, triển khai biện pháp phòng ngừa, tăng cường công tác tự kiểm tra giám sát, công tác diễn tập để giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn vệ sinh lao động, kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả và xử lý nghiêm các vi phạm.